một bệnh viện nhi ở thành phố Hồ Chí Minh cho tới tận ngày hôm nay, những đứa trẻ này vẫn phải chịu cái giá quá đắt của chiến tranh. Có hàng ngàn những đứa trẻ như vậy. Cơn mưa của thần chết. Hậu quả chiến tranh Việt Nam. Thập niên 60, người Mỹ đã giải xuống Việt Nam trên 70 triệu lít thuốc diệt cỏ Agent Orange trong thời gian 9 năm. Những chất độc vô hình này, nó đã gây ô nhiễm cho toàn bộ những vùng đất rộng lớn, núi rừng, ruộng lúa, sông suối và kể cả con người cho tới tận ngày hôm nay. Agent Orange chứa một dạng chất độc nhất trong dioxin. Để ví dụ, chúng ta có thể lấy một ly này thả vào đường cấp nước của thành phố như Berlin thì xóa sổ toàn bộ dân chúng. Hệ lụy của chất độc da cam đã bị báo chí quên lãng từ lâu. Những nạn nhân ở Việt Nam, họ là những người bị thế giới bỏ rơi. Chúng tôi có mặt cùng đoàn chữ thập đỏ của Việt Nam ở khu vực miền Trung và thăm gia đình Tông Hà ở một làng hẻo lánh. Hội chữ thập đỏ ước chừng trong tỉnh này có vào khoảng 150.000 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam. Khi chúng tôi vào tới nơi thì thấy nhạc của trò chơi điện tử. Cháu Hằng, 16 tuổi, bị dị tật từ nhỏ và chưa bao giờ ra khỏi nhà bố mẹ. Trong lúc hội chữ thập đỏ và chúng tôi đang ở đó, cháu Hằng bị liên cơn động kinh. Đáng lý ra một người như cháu rất cần chăm sóc y tế, nhưng đáng tiếc là bố mẹ của cháu không có tiền. Em gái của Hằng là cháu Lý, 11 tuổi, cũng bị dị tật. Chúng tôi biết rằng có hàng ngàn người rất thiệt thòi về cả thể xác lẫn tinh thần. Họ là nạn nhân của chất độc da cam. Nhân danh hòa bình, nhân đạo và hữu nghị, chúng tôi mong mỏi được thế giới hỗ trợ. Bố của Hằng ngày nào cũng ra thăm khu mộ ngay sau nhà. Ở đây chôn 12 đứa con, tất cả đều bị chết ngay sau khi sinh ra, chưa kịp đặt tên. Hằng ngày ông ra thắp hương cho linh hồn của những đứa con ông. Tất cả các ngôi mộ chỉ được đánh số. Đây là tội ác của người Mỹ khiến tôi không có một đứa con nào khỏe mạnh. Người Mỹ đã giải chất độc xuống đất nước chúng tôi. Chúng tôi sống ở đây và chống lại sự xâm lăng của người Mỹ, nên chúng tôi bị ảnh hưởng chất độc đó. Khi tôi trở về nhà sau chiến tranh, họ hàng, người thân cũng như hàng xóm rất lo cho tôi, nhưng không ai có thể giúp gì được. Người Mỹ chi ra hàng triệu đô la cho việc tìm kiếm những xác của lính Mỹ để mang về quê hương chôn cất. Còn ông không có nổi tiền để xây một ngôi mộ cho đúng nghĩa. Quá trình phục vụ chiến đấu với đế quốc Mỹ ở chiến trường. Người Mỹ giải chủ yếu xuống khu vực miền Nam. Thời gian ấy người ta bảo tôi lấy khăn ướt bịt miệng và mũi để thở thì sẽ tránh hít phải khí độc. Trong lúc họ phun thuốc xuống, tôi thấy cay mắt và nước mắt chảy ra.
và tôi biết là họ phun hóa chất xuống. Đôi lúc không có nước thì chúng tôi phải dùng nước giải của mình làm cho khăn ướt rồi bịt vào miệng và mũi. Và như vậy chúng tôi đã sống sót. Có thể hai người con gái bị tàn tật là do thừa kế gen bị nhiễm độc của ông. Hai cháu đều ở nhà với bố mẹ. Hằng đã một lần được ra Hà Nội trong dịp đi phẫu thuật. Các bác sĩ tìm cách can thiệp vào não để tránh cho cháu bị động kinh, nhưng đáng tiếc không thành công. Chắc là có rồi. Vì đang đi học mà. Cháu thích được đi học lắm. Ở nhà cháu không có bạn chơi. Giá mà cũng có một lớp học cho trẻ tàn tật như cháu thì biết tốt biết mấy. Cháu sẽ đi học ngay. Người bố của Hằng cho biết cháu bị bệnh trầm cảm và thường xuyên cảm thấy buồn chán. Cháu rất sợ có một ngày không còn được sống nữa. Những năm trước đây, các đoàn làm phim nước ngoài không được phép tới thăm những vùng quê làm phóng sự. Nhưng giờ đây, họ muốn cho cả thế giới biết đến những nạn nhân chất độc da cam. Hội chữ thập đỏ cho chúng tôi biết một trường hợp rất đặc biệt. Gia đình này sống gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Hai người con trai này hiện 15 và 17 tuổi và chỉ có thể đi lại bằng cả hai chân hai tay. Hai cháu còn một người anh và một người chị khác cũng bị y như vậy. Theo Hội chữ thập đỏ cho biết, nguyên nhân có thể do gen bị hỏng vì chất độc da cam. Tất cả bốn cháu đều bị tàn tật. Chỉ có bố mẹ chăm sóc cho họ. Không có trường học, không có bệnh viện. Người mẹ làm việc ngoài ruộng và người cha ở nhà chăm sóc bốn đứa con. Giống như tất cả những người cha khác, tôi cũng mong muốn con mình khỏe mạnh. Tiếc rằng tôi không hề biết mình bị nhiễm chất độc đó. Tôi mong muốn những người nào gây ra cũng nên có một phần trách nhiệm và giúp đỡ chúng tôi. Vợ chồng chúng tôi sẽ không sống với các cháu cả đời. Ai sẽ chăm sóc họ đây khi chúng tôi qua đời? Chiếc quạt điện đã bị hỏng từ lâu. Trong nhà thì rất là nóng nực. Tôi rất cảm động trước tình cảm và sự thân thiện của các cháu. Người cha theo đạo Phật. Trong vùng này trước kia người ta cho rằng đời cha ông ăn ở thất đức thì con cái sẽ bị trời phạt và con cháu bị tàn tật. Nhưng điều này ngày nay không ai còn nghĩ tới nữa. Người cha này biết rõ chất độc trong cơ thể ông cũng như vùng đất bị ô nhiễm chính là nguyên nhân mà các con ông bị như vậy. Ông là nạn nhân chất độc da cam theo đường thực phẩm bị ô nhiễm. Hai người con trai có thể đi lại được nhưng phải có tay vịn và cũng chỉ được một lúc. Tất cả bốn người con bị ảnh hưởng từ bố. Nhưng bản thân ông trong thời chiến chưa bao giờ vào rừng và cũng không đi chiến đấu và cũng không hề có mặt trong lúc người Mỹ giải chất độc xuống. Sau chiến tranh, chúng tôi đói lắm nên chúng tôi đi vào những vùng chiến tranh cũ và lượm nhặt tất cả những gì người Mỹ bỏ lại. Tôi thường xuyên vào rừng hàng mấy ngày trời và uống nước ở sông ở đó và tôi không hề biết là khu đó bị ô nhiễm. Tôi chỉ muốn lượm kim loại để mang đi bán.
Chất độc da cam cũng có mặt ở những nơi mà người Mỹ chưa bao giờ rải xuống, ví dụ như ở đây, tỉnh Thái Bình, miền Bắc Việt Nam. Nguyên nhân đã có rất nhiều người từng chiến đấu trong miền Nam, khu vực người Mỹ rải chất độc xuống. Khi họ trở về quê thì mang theo chất độc đó trong cơ thể. Những người ở đây ngày hôm nay lại chiến đấu ở trên mặt trận khác. Cựu chiến binh Phan Kỳ muốn đòi lại công lý cho các con của ông và ông đã đến tận nước Mỹ. Tháng 3 năm 2004, ông đã cùng với một số người Việt Nam khác đệ đơn lên tòa án New York để đòi các công ty sản xuất hóa chất chất độc da cam phải đền bù. Chúng tôi kiện các công ty hóa chất Mỹ bởi vì những nạn nhân chất độc da cam có một cuộc sống vô cùng đau khổ. Ai sẽ chăm sóc các con tôi khi tôi qua đời? Cả hai cháu đều bị dị tật bẩm sinh. Chúng tôi rất mệt mỏi với cuộc sống. Chiến tranh đã qua đi 30 năm nhưng nó vẫn hiện hữu trong gia đình tôi. Các cựu chiến binh ở Thái Bình đã thành lập Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam. Họ hỗ trợ các nạn nhân từ tài chính, y tế và kể cả pháp luật. Hội này đang đòi hỏi các công ty Mỹ phải đền bù. Các hội viên đang tranh luận việc có hay không nên thêm các nạn nhân khác đứng đơn trong vụ kiện ở nước Góc. Ông Hà là người tham gia trực tiếp vụ kiện đầu năm 2004 ở Mỹ và hồi ấy ông vẫn còn tin tưởng vào công lý ở trên đời. Nhưng tháng 3 năm 2005, lá đơn đầu tiên của họ đã bị tòa án New York bác đơn, lý do không có mối liên hệ nào giữa người dị tật bẩm sinh ở Việt Nam và chất độc da cam, vì cho tới nay chỉ biết đến được việc đó xảy ra trong quá trình sản xuất. Trong khi đó, các công ty sản xuất chất độc đã trả cho các cựu chiến binh Mỹ bị phơi nhiễm 180 triệu đô la mà không thông qua tòa án, còn người Việt Nam thì không được một đô nào. Chúng tôi quyết định theo kiện tới cùng cho tới khi nào chúng tôi đòi được công lý mới thôi. Chúng tôi tin tưởng là sẽ có công lý ở trên đời. Những công ty Mỹ đã làm giàu bất hợp pháp trên sự đau đớn của hàng triệu người. Họ phải chịu trách nhiệm và phải đền bù. Với những nạn nhân trong hội, việc thua kiện chưa phải là tất cả. Người phụ nữ này là chủ tịch địa phương có mặt trong cuộc họp tuyên bố, bây giờ cuộc đấu tranh mới thực sự bắt đầu và công lý sẽ luôn chiến thắng. Bà tin như vậy. Một gia đình nạn nhân được nhận quà, nhà cửa được sửa sang lại. Một cựu đại tá mong muốn mời thêm nhiều thành viên khác tham gia hội. Điều lạ là đa số các gia đình đều có nhiều con cái bị dị tật bẩm sinh và ông Hà cũng vậy. Bốn người con trai của ông đều bị câm điếc bẩm sinh. Seine vier Jungen sind taubstumm. Sie hatten auch eine Schwester. Họ còn có một người em gái. Lúc con gái tôi được 5 tuổi thì cháu mất vì ung thư. Lúc mới sinh, cháu nhìn xinh xắn lắm, nhưng không mở mắt được. Sau đó thì người ta mổ cho cháu và cháu nhìn thấy, nhưng cháu cũng bị như các anh của cháu, tức là bị điếc và câm. Nhưng vì sao cho tới ngày hôm nay vẫn có quá nhiều nạn nhân chất độc da cam như vậy? Người Mỹ nghi ngờ quân Việt Nam nấp trong rừng nên họ đã phun thuốc diệt cỏ xuống toàn bộ các khu rừng và theo quan điểm của họ đã cứu được hàng ngàn lính Mỹ khỏi cái chết oan uổng.
Người ta gọi chất độc da cam bởi vì nó được chứa trong một thùng có vạch sơn màu da cam. Và đi vào chiến đấu ở phía Nam, ở phía Bắc công. Thời chiến đấu trong Nam, tôi là lái xe. Ban đêm thì đi, ban ngày thì giấu xe và ngủ. Chúng tôi ăn trái cây và uống nước suối trong rừng. Tôi không hề biết chất độc da cam là gì, nhưng tôi thấy lạ lắm. Lá cây rụng xuống rất là nhiều. Tôi đi theo tuyến đó nhiều năm, và mãi sau này tôi mới biết là người Mỹ giải hóa chất xuống. Ông Hà thường xuyên đi thăm những gia đình nạn nhân, đặc biệt là ở vùng nông thôn, có nhiều người cảm thấy cô đơn. Các trường hợp gần như giống nhau. Cha mẹ thì quá sức, con cái của họ thì bị đau đớn hành hạ. Y tế ở vùng này rất khó khăn. Căn nhà này có một người bố đang đợi ông Hà. Ông gần như tuyệt vọng. Thân con gái của ông 16 tuổi và không ai biết cháu bị bệnh gì. Không bạn nào chơi với cháu vì bố mẹ các bạn sợ lây bệnh từ cháu. Thì nói chung là cái hoàn cảnh của cái gia đình mà đã có nạn nhân chất độc da cam thì hầu như... Những gia đình như thế này gặp rất nhiều khó khăn. Họ phải tận dụng hết sức lực tiền bạc để lo cho các cháu, để thuốc thang cho các cháu, để chữa chạy cho các cháu. Cha mẹ sẵn sàng chi tất cả tài sản để chữa chạy cho các cháu, nhưng thuốc thang cũng chỉ giúp các cháu khỏi đau đớn, nhưng không thể chữa được bệnh. Căn bệnh quá hiểm nghèo, tôi không thể chữa được cho cháu. Người cha này bị tuyệt vọng và bị bệnh trầm cảm. Vợ ông một tay lo hết việc ruộng đồng. Bệnh con gái tôi sẽ không bao giờ khỏi. Cháu sẽ không bao giờ trở thành một người con gái hạnh phúc. Và cháu cần được chăm sóc. Tôi đã đưa cháu đi nhiều bác sĩ kể cả ngoài Hà Nội, nhưng các bác sĩ đều nói giống nhau. Chúng tôi không thể giúp gì được cháu và cháu phải sống với bệnh tật quái ác đó. Cách đó vài con đường, trong cùng làng có một gia đình khác đang đợi ông và hình như có rất nhiều gia đình khác cũng hoàn cảnh tương tự. Chồng của bà này đã mất từ lâu. Ông Hà mang đến cho bà một túi thuốc. Người con gái bị bệnh da nên không thể làm việc được. Và cháu đang kể với ông Hà về bệnh tình của mình. Ở Việt Nam, người phụ nữ sống không có đàn ông trong nhà thì rất khó khăn. Người mẹ này chỉ nhận được $5 tiền hưu mỗi tháng. Gia đình này cần tôi tới giúp đỡ vì họ không còn ai để nhờ cậy. Người chồng trước kia chiến đấu trong khu vực rừng bị giải chất độc da cam và khi trở về sống không được lâu. Người mẹ mặc dù đã già và bệnh tật nhưng vẫn phải làm ngoài đồng để nuôi con. Và đây là tất cả tài sản của hai mẹ con. Những người lính năm xưa từng phải chiến đấu với một quân đội hùng mạnh. Ngày nay, những người cựu chiến binh vẫn như vậy. Họ không có công nghệ cao, không có máy tính. Ông Hà giới thiệu về một trường hợp đặc biệt mà hội cần phải chuẩn bị để giúp đỡ và ông cảnh báo trước tôi về trường hợp nguy hiểm này. Ông cho tôi xem một bức hình anh này bị tâm thần và bị bố mẹ nhốt trong phòng ngủ và không cho ra ngoài. Sie erlauben ihm nicht rauszugehen.
Hai người đi cùng ông là những cựu sĩ quan cao cấp của công đội Việt Nam. Họ đã trải qua rất nhiều và cho tới hôm nay họ vẫn chứng kiến những việc khủng khiếp mặc dù chiến tranh đã qua đi 30 năm. Trên đường đi tôi hỏi vì sao người thanh niên đó bị nhốt trong phòng ngủ. Nhưng anh ta không ở cùng trong nhà với bố mẹ. Đây là căn nhà của anh. Anh tên là Hùng. Trường hợp này cháu bị về tâm thần và dễ bị kích động, cha mẹ của cháu cũng tuyệt vọng. Cháu bị liệt hai chân nhưng hai tay cháu rất khỏe. Thường xuyên cháu tấn công vào cha mẹ và cắn. Gia đình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhốt cháu vào một phòng riêng. Hệ thống y tế ở Việt Nam rất kém, mặc dù kinh tế phát triển, nhưng ở những vùng như thế này thì rất khó khăn. Hôm nay hội lại có một buổi gặp mặt và tôi đến thăm ông Phan Quy lần nữa và hy vọng ông có thể đi cùng tôi đến. Rất tiếc là ông không đi được, nhưng ông đã nói với tôi cảm xúc, những ước mơ và cả về số phận nghiệt ngã của ông. Tại sao chính quyền Mỹ không đền bù cho chúng tôi? Vì sao chính quyền Mỹ không quan tâm tới nạn nhân họ gây ra? Tại sao những công ty hóa chất kia không trả tiền cho chúng tôi? Trong khi họ nhờ vào đó mà làm giàu, nhưng ở đây hàng bao nhiêu nạn nhân chất độc da cam đang phải chịu khổ, họ phải giúp đỡ chúng tôi. Họ hành xử vô nhân đạo. Các thành viên của hội lại lên đường. Tôi cảm nhận đây là một cuộc chiến giữa hai người khổng lồ bắt đầu. Chủ tịch hội là một cựu đại tá giới thiệu với mọi người một hội viên nữ mới cũng muốn tham gia vụ kiện. Chị bị mù chữ, bệnh rất nặng và cũng muốn đấu tranh với những hãng lớn của Mỹ. Các thành viên của hội rất tự tin. Chúng tôi đại diện cho các nạn nhân đệ đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ. Họ có tiền, chúng tôi không. Họ rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng không hề yếu. Quyền lợi của những người nạn nhân phải được công nhận. Chúng tôi đòi hỏi phải có công lý. Những nạn nhân sống ở nông thôn thường xuyên được thông báo về quá trình sự kiện. Ông Hà lại đến thăm cháu thân 16 tuổi. Cháu làm ông nhớ lại người con gái qua đời của mình. Nếu cháu còn sống cũng cỡ tuổi đó. Cháu không có một bệnh nào cụ thể mà có nhiều bệnh lẫn lộn. Ông Hà tin tưởng rằng hai mẹ con cháu sẽ phải được đền bù một phần nào đó xứng đáng. Ông giải thích cho người mẹ việc quan trọng của đơn kiện để bà hiểu được tương lai cho con gái của bà. Để cháu sau này có tiền thuốc thang và sinh sống nếu bà qua đời. Nhưng một điều chắc chắn là vụ kiện sẽ kéo dài kể cả thắng kiện. Nhưng liệu cháu có sống được đến khi ấy hay không? Việt Nam nhất định sẽ thắng lợi. Chúng tôi sẽ đấu tranh tới cùng để đòi lại công lý, bởi vì nó không phải là chuyện nhân đạo mà còn cả quyền con người. Chúng tôi sẽ đấu tranh trước tòa án Mỹ không chỉ cho con tôi, con của chị ấy, mà còn cho tất cả nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng thấy các cháu khỏe mạnh. Chúng tôi có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố lớn. Hôm nay không khí rất nóng và sặc mùi khói xe máy. Chúng tôi có mặt ở bệnh viện Từ Dũ. Những người mẹ mới sinh đang bồng con về nhà. Họ là những người may mắn. Có nhiều người sẽ không bao giờ ra khỏi khuôn viên bệnh viện này. Ở đây có vào khoảng 60 cháu đang sống, nhưng số các cháu chỉ sống cuộc sống rất ngắn ngủi. Chất độc đã truyền sang thế hệ thứ ba. Tình hình hiện nay ra sao? Các cháu này có phải là nạn nhân chất độc da cam hay không? Chúng tôi đã làm nghiên cứu trên những người thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba ở những vùng bị nhiễm, và đại đa số chúng tôi phát hiện dioxin trong máu. Cho tới hôm nay vẫn còn rất nhiều vùng bị nhiễm dioxin rất nặng. Hàng ngàn đứa trẻ ra đời với dị tật bẩm sinh rất đáng sợ. Chất độc da cam, một chủ đề rất quan trọng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Ở thành phố Hồ Chí Minh có một buổi biểu diễn để gây quỹ hỗ trợ cho các nạn nhân. Những người đến xem với mục đích chia sẻ với những nạn nhân. Tôi thấy một điều lạ, vì sao trong một nước cộng sản lại có chuyện một cha đạo Thiên Chúa giáo đứng trước hàng ngàn người để phát biểu như vậy? Ông chúc những người khán giả được vui vẻ và mong mỏi được mọi người chung tay hỗ trợ. Sau đó, buổi biểu diễn bắt đầu. Cô nói, nếu tôi hát không hay hoặc các bạn không thích bài hát thì rất mong các bạn bỏ qua cho. Trước kia em cũng ở trong nhà tình thương của cha Phước, ở đó em cũng rất hạnh phúc. Kể từ lúc gia đình đón em về, mọi người rất yêu quý em và lo cho em, những người hàng xóm cũng rất thương em. Em ước mong tất cả những người tàn tật khác đều có thể sống vui vẻ và hạnh phúc như em. Cha Tú chia các tờ rơi để cho mọi người biết đến nhà tình thương của cha. Ở đó từ 5 năm nay, cha đã nuôi rất nhiều trẻ bị dị tật và mong mỏi được cộng đồng hỗ trợ. Tôi đến thăm nhà tình thương Thiện Phước của cha Tú ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Không biết nếu không có cha thì những đứa trẻ này sẽ sống ra sao? Có nhiều cháu nhìn vẻ ngoài rất bình thường, như không có bệnh tật. Hai cháu này bị mất trí nhớ, nếu người ta chỉ cho cháu một màu gì đó, sau đó hỏi lại thì các cháu sẽ quên ngay. Thậm chí các cháu còn không biết là mình có bố mẹ.
Cha Tú bắt đầu nuôi một cháu bị dị tật từ năm 2001. Theo thời gian thì càng ngày càng có thêm nhiều cháu. Tới nay có vào khoảng 80 cháu với tất cả các kiểu dị tật. Phần đa trong các cháu là nạn nhân chất độc da cam. Hàng tuần có thêm các cháu mới đến đây. Những người cha mẹ đôi khi quá tuyệt vọng và cảm thấy quá sức, cho nên họ bỏ con họ ngay ngoài cửa nhà tình thương. Những người đó chắc chắn họ đến từ những vùng bị giải chất độc. Số lượng các cháu nhiều tới mức hiện nay cha Tú phải cho xây cất thêm một căn nhà tình thương khác nữa. Hàng tuần cha phải đi hết nhà nọ sang nhà kia. Cha cho xây một nhà ở vùng Củ Chi, vì khu vực đó trong chiến tranh người Mỹ giải rất nhiều chất độc da cam xuống. Chất độc da cam đã chuyển qua thế hệ thứ ba ở đây sau chiến tranh. Chính quyền Việt Nam cho biết sau chiến tranh có vào khoảng 500.000 trẻ em sinh ra bị dị tật, 2 triệu người bị ung thư và các bị chứng bệnh khác. Họ là nạn nhân của chất độc mà người Mỹ đã giải xuống để diệt cỏ, nhưng nó lại hủy diệt luôn cả sự sống của con người. Thỉnh thoảng có những khách ở xa tới thăm để giúp đỡ cha Tú và chơi với các cháu. John cũng là một cựu chiến binh ở Việt Nam đến từ Úc và ông cũng bị nhiễm chất độc đó. Bác sĩ chẩn đoán cho tôi biết bị ung thư tiền tuyến liệt. Cơ quan cựu chiến binh Việt Nam cho biết có thể tôi liên quan tới thời tôi sang Việt Nam, vì khi đó cũng có dính líu tới chất độc da cam. Tôi nghĩ rằng chất độc đó đã gây ra nhiều hệ lụy, bởi vậy những đứa trẻ này rất cần sự giúp đỡ. Aus diesem Grund brauchen besonders diese Kinder Hilfe. Trong nhà tình thương không có bác sĩ, tôi phải chứng kiến một cảnh người ta đối phó với một trường hợp cấp cứu. Không có xe cứu thương cho nên phải dùng xe máy. Tất cả đều phải rất nhanh. Về mùa mưa, khu vực này đi lại rất khó khăn. Đây không phải là lần đầu tiên cha Tú đưa cháu nhỏ tới bệnh viện cấp cứu. Cháu mồ côi, không cha, không mẹ, người thân duy nhất chỉ là cha Tú. Nhà tình thương Thiên Phước nằm quá xa thành phố, nơi không có bệnh viện và bác sĩ. Chúng tôi cảm thấy quá sức mình, chúng tôi rất cần bác sĩ ở đây. Trong trường hợp nguy cấp, chúng tôi phải đi quá xa. Nhưng cái điều bất lợi là xa với thành phố quá. Ở Việt Nam có vào khoảng 82 triệu dân, trong đó có 7 triệu người Công giáo. Sau chiến tranh thì chính quyền không mấy tin tưởng những người Công giáo. Họ nghi ngờ những người Công giáo có liên hệ với người Mỹ. Các nhà thờ bị kiểm soát rất gắt gao.
tôi có mặt trong buổi giảng đạo của cha Tú. Trong thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 500.000 người Công giáo và con số ấy ngày càng nhiều thêm. Sau chiến tranh, tôi là một trong số ít những người Công giáo được chính quyền tin tưởng. Sau này, tôi trở thành cầu nối giữa chính quyền và những người Công giáo. Cho tới nay, những rào cản như sự ngăn cách giữa hai bên đã được xóa bỏ. Chính quyền tin tưởng cha Tú vì trong thời chiến, bản thân cha là một người phản đối việc người Mỹ đến gây chiến ở Việt Nam. Người Cộng sản ngày càng cởi mở hơn, còn người Công giáo cũng vậy. Theo thời gian, cả hai bên đã hòa nhập rất tốt với nhau. Quan hệ giữa chính quyền và người Công giáo trong thành phố này ngày một tốt hơn. Chính quyền chấp nhận những yêu cầu của chúng tôi, và chúng tôi cũng chung tay cùng họ để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Để hỗ trợ cha Tú, chính quyền thành phố đã cấp cho cha một mảnh đất lớn miễn phí để xây thêm nhà tình thương thứ ba. Nhưng việc tài chính để xây dựng thì cha phải tự lo, tự quyên góp. Một lãnh đạo địa phương của một huyện cho biết vùng quê của ông có rất nhiều trẻ bị dị tật cho nên cần một căn nhà tình thương như vậy. Ủy ban tỉnh chỉ cần thời gian 3 tháng để xét đơn và quyết định giao đất cho cha Tú. Việc cha Tú được cấp mảnh đất để xây nhà tình thương là rất quan trọng. Để giúp cho cơ sở Thiên Phước hoạt động. Thành phố đầu tư rất nhiều tiền để cho kinh tế phát triển, còn các nạn nhân chiến tranh thì hầu như cũng không còn được bao nhiêu tiền. Một thời gian dài, chính quyền hoàn toàn không muốn nhắc tới nạn nhân chất độc da cam vì đối với họ, chiến tranh đã là quá khứ. Đang buổi họp của những người Công giáo chuẩn bị cho buổi gây quỹ tiếp theo và khách mời sẽ là lãnh đạo địa phương cũng như tất cả các công ty. Bốn cháu trong nhà tình thương sẽ lên biểu diễn cho khán giả trong buổi hôm đó. Đây là việc liên quan tới tương lai của đất nước, bởi vì chất độc da cam sẽ còn tồn tại trong hàng vài chục năm nữa ở Việt Nam. Cha Tú cho biết chỉ có tình thương mới có thể giúp đỡ các cháu, còn thương hại thì chẳng giải quyết được gì. Cha Tú nói, chúng ta phải giúp họ sống tự lập, phải biết tự lo cho mình, bởi vì chúng ta không thể sống với họ cả đời được. Các cái hoạt động của chi hội và ngay cái lần này cha Tú muốn giúp các cháu tự tin hơn, và hôm nay là một ngày đặc biệt. Cha Tú muốn giúp công hoàn thành ước mơ một lần được ra chơi ngoài bãi biển. Người em của công cũng đi cùng. Trong bài biển chơi đó.
Trên bãi biển này, những người dị tật cũng học cách sống tự lập, tự giúp đỡ lẫn nhau. Cha Tú hy vọng một ngày nào đó các cháu có thể sống tự lập khi không có cha ở bên cạnh. Chuyến đi thăm bãi biển rất có ý nghĩa cho hai cháu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trong nhà tình thương, hai cháu trở về thăm bố mẹ. Tuy rằng nó vẫn chỉ là một chuyến thăm ngắn ngủi, bố mẹ hai cháu vì quá nghèo nên phải gửi các cháu vào nhà tình thương. Gửi lại ông bà một chút để mà lo cho cháu cháu Phước ha. Đem cái cài đó đi. Cha mẹ của hai cháu không có khả năng chăm sóc các cháu nên hai anh em biết điều đó và các cháu cũng rất thương bố mẹ. Các cháu rất hiểu rằng không thể sống cùng bố mẹ được. Về cái vấn đề mà bị nhiễm những cái chất độc hóa học. Tôi rất căm ghét những công ty hóa chất đã gây ra hậu quả cho các con tôi. Tôi căm thù những ai gây ra nỗi đau thương này cho chúng tôi và để cho chúng tôi trong hoàn cảnh này. Tôi căm thù những kẻ nào vô cớ đến xâm chiếm và mang cái chết đến đất nước chúng tôi. Và chúng tôi phải chịu cái hậu quả đó. Chính quyền Việt Nam không có đủ tiền để làm sạch chất độc. Một vùng đất rộng lớn của đất nước này là hoàn toàn không thể sống được vì ô nhiễm rất nặng. 30 năm sau, chất độc da cam vẫn tồn tại trong thực phẩm hàng ngày. Những nạn nhân ở đây phải sống nhờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Sự đau đớn về tinh thần không ai có thể giúp gì được họ, và kể cả tất cả tiền bạc trên thế giới này cũng không thay đổi được số phận của họ. Việc kiện chính quyền Mỹ theo cơ bản pháp luật thì không thể nào được, nhưng người Việt Nam hy vọng ít ra có một sự công nhận về trách nhiệm của họ trong quá khứ. Người mẹ cảm thấy rất đau khổ khi hàng ngày phải chứng kiến sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của các con mình. Tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi đã quá tuyệt vọng và mệt mỏi rồi.